Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu chung cư Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ông Lê Minh Hoàng nhận lỗi vụ nói cầu nguyện sau 4 ngày thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa. Nhân viên bảo vệ kể lại phút liều mình cứu người phụ nữ bị chém giữa khu đô thị. Bắt đầu Nguyễn Duy Hưng, chủ tịch tập đoàn Thuận An. Bị tường đổ đè trúng khi đang phá kiosk, một người tử vong, 3 người bị thương. Nóng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch tuyển sinh đại học năm 2024. Ông Lê Minh Hoàng nhận lỗi nói vụ cầu nguyện sau 4 ngày thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa. Liên quan tới vụ ông Lê Minh Hoàng trú xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, người được tiến sĩ Nguyễn Hoàng Điệp giới thiệu với Chi cục Thủy lợi thành phố Hồ Chí Minh về khả năng cầu mưa, cho biết từng cầu cho lúa ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội bớt ngã đổ vì gió. Tối ngày 15 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức đã thông tin thêm về sự việc. Cụ thể, qua buổi làm việc giữa Ủy ban nhân dân xã Bột Xuyên và xã Mỹ Thành với ông Lê Minh Hoàng, ông này đã nhận lỗi về việc nói có khả năng cầu nguyện cầu mưa cho thành phố Hồ Chí Minh và cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã. Ông Hoàng đã xin lỗi về thông tin không đúng sự thật. Ông Hoàng nhận sai và xin rút hết lại những văn bản đã gửi, vị lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức nói. Trước đó, ngày 14 tháng 4, sau khi nhận được văn bản của ông Lê Minh Hoàng về việc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành xác nhận ông có khả năng cầu nguyện cho cây lúa bớt đổ ngã, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết sẽ vào cuộc xác minh tính thực hư của văn bản trên. Tôi đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành để kiểm tra xác minh lại sự việc. Tại sao lại có dấu đỏ xác nhận của Hợp tác xã trong báo cáo trên cũng được chúng tôi tiến hành xác nhận, vị lãnh đạo này nói. Tới chiều ngày 15 tháng 4, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức cho biết, sau khi tiếp nhận được thông tin, huyện đã lập tức giao cho ban tôn giáo chính quyền hai xã Mỹ Thành và Bột Xuyên, nơi cư trú của ông Lê Minh Hoàng, để xác minh. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định văn bản trên chính do ông Đinh Quang Thành, giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Thành ký. Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành đã họp và yêu cầu ông Đinh Quang Thành, chủ nhiệm hợp tác xã, viết bản kiểm điểm. Ông Thành là đảng viên, cầm con dấu của hợp tác xã mà lại đi xác nhận những sự việc mang tính chất mê tín dị đoan là không chấp nhận được, vị lãnh đạo huyện Mỹ Đức nói. Nhân viên bảo vệ kể lại phút liều mình cứu người phụ nữ bị chém giữa khu đô thị. Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu chung cư Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. May mắn, một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh bất chấp nguy hiểm đến can ngăn, nhờ vậy nạn nhân có cơ hội chạy thoát. Cộng đồng mạng dành lời khen về sự dũng cảm của nhân viên an ninh đã kịp thời ngăn chặn, cứu được tính mạng người phụ nữ. Ngày 15 tháng 4, ông Nguyễn Văn Tho, 43 tuổi, bảo vệ khu chung cư trên xác nhận ông là người kịp thời đến giải cứu người phụ nữ bị tấn công. Ông Tho kể lại, chiều 14 tháng 4, ông đang trực ở sảnh S403, khu chung cư, thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một phụ nữ. Cách hiện trường khoảng 20m, ông Tho thấy người đàn ông cầm dao tấn công một người phụ nữ, còn một người phụ nữ khác đã chạy được một đoạn. Xung quanh có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn. Lúc này, ông thổi còi để ngăn cản đối tượng. Người đàn ông lúc đó đang cầm dao với vẻ mặt tức giận, liên tục chửi bới, dọa nạt người phụ nữ và muốn lao vào chém nạn nhân. Ông Tho kể và cho biết ông đã khuyên nhủ đối tượng bình tĩnh, tạo khoảng trống để người phụ nữ có thể chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Sau đó, đối tượng bị ông Tho cùng lực lượng bảo vệ khác khống chế, đưa lên công an phường Tây Mỗ. Còn hai nạn nhân bị thương cũng được lực lượng an ninh của khu chung cư đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nam bảo vệ cho hay đã làm việc được 2 năm ở khu chung cư này, nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến và vào can ngăn một đối tượng cầm hung khí tấn công người khác. Khi vào đây làm bảo vệ, chúng tôi đã được đào tạo kỹ năng cứng, kỹ năng mềm để ứng phó và xử lý vụ việc bất cập xảy ra trong khu đô thị. Khi ấy tôi chỉ nghĩ mình đã nhận nhiệm vụ rồi thì phải hoàn thành trách nhiệm. Tôi cố gắng làm sao để đảm bảo an toàn tính mạng cho người phụ nữ đó, ông Tho nói. Ông Tho cũng cho biết thêm, sau khi bị tấn công, người phụ nữ bị thương rất nặng nên hoảng loạn, đau đớn, không nói được gì. Liên quan đến vụ việc, công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1991, trú Nam Từ Liêm, để điều tra làm rõ hành vi dùng dao chém chị Mai Hân là vợ cũ của Trường và chị Ngọc Hạnh là bạn của chị Hân bị thương. Công an xác định, do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc nuôi con nên chiều 14 tháng 4, Trường đã dùng dao gây án. Sự việc xảy ra tại khu chung cư Vinhomes Smart City. Sau khi gây án, Trường đến công an phường Tây Mỗ đầu thú.
bắt ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An. Theo Cổng Thông tin Bộ Công an, căn cứ kết quả điều tra xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an C03 đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan, đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 364 Bộ luật hình sự. Trần Anh Quang, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 364 Bộ luật hình sự. Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 364 Bộ luật hình sự. Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ, quy định tại khoản 3, điều 222 và khoản 4, điều 354 Bộ luật hình sự. Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên, ngày 15 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét theo đúng quy định của pháp luật. Bị tường đổ đè trúng khi đang phá kiosk, một người tử vong, ba người bị thương. Tối ngày 15 tháng 4, Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng, trưởng Công an thành phố Huế, Thừa Thiên Huế xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập tường trong lúc đập kiosk tại một nhà dân trên đường Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, thành phố Huế. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày. Lúc này, một nhóm thợ đang tháo dỡ kiosk của một nhà dân để lấy mặt bằng làm đám tang cho người thân thì bất ngờ bức tường bị đổ sập. Vụ tai nạn khiến ông Lê Văn Giang, sinh năm 1976, trú phường Thuận Lộc tử vong, ba người khác gồm ông Đinh Công, sinh năm 1959, trú thành phố Huế, ông Lê Văn Sơn, sinh năm 1993 và ông Lê Văn Hận, sinh năm 1996, cùng trú phường Thuận Lộc bị thương. Sau sự việc, công an phường Thuận Lộc và lực lượng chức năng có mặt ở hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Các lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nóng, Bộ Giáo dục và Đào tạo chốt lịch tuyển sinh đại học năm 2024. Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và tuyển sinh ngành cao đẳng, ngành giáo dục mầm non năm 2024. Theo kế hoạch ban hành, năm nay thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo từ ngày 18 tháng 7 và được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Chậm nhất ngày 21 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm sàn với khối ngành sức khỏe và sư phạm. Thời gian xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh từ ngày 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Đây chính là thời gian diễn ra quá trình lọc ảo. Như vậy, so với năm 2023, thời gian lọc ảo đã rút ngắn từ 9 ngày xuống còn 5 ngày. Trước 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường phải công bố điểm chuẩn, thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày. Đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thời gian thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra từ ngày 26 đến 28 tháng 6, công bố điểm thi vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông cho học sinh chậm nhất vào ngày 19 tháng 7. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.